năng Thầy Chúa vô song hiến vì mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt đời con. Giê-xu đang quyền trên hết năng quyền, đáp lời mọi điều vượt qua suy nghĩ lòng con. Năng Thầy Chúa Giê-xu nông quyền luôn nâng đỡ giúp sức dẫn dắt con ngày đêm. Toàn năng Thầy Chúa vô song hiến vì mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt đời con. Giê-xu nông quyền lời đầu tiên với lời chào đến vị tội tội Chúa, một ngày mới tốt lành đến trên đời sống mỗi một chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang học luật bài phúc âm của Giăng. Thì buổi sáng hôm nay chúng ta học bài số 6, phúc âm Giăng bài số 6. Chúng ta sẽ bước vào bài học trong buổi sáng hôm nay. Trong bài học này sẽ cho chúng ta học về Chúa Giêsu nuôi 5.000 người. Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển. Điều thứ ba, dân chúng tìm kiếm Chúa Giêsu. Thứ năm, thứ tư, Chúa Giêsu là bánh sự sống. Thứ năm, lời của sự sống đời đời. Chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất của bài học trong buổi sáng hôm nay, đó là Chúa Giêsu nuôi 5.000 người. Và mục tiêu thứ nhất là chúng ta biết giải thích bài học về việc Chúa hóa bánh nuôi 5.000 người. Trong phân đoạn Giăng đoạn 6 này, từ câu số 1 đến câu số 15, Đức Chúa Giêsu cho chúng ta, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng là vả lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy một đoàn dùng đông đến cùng mình, và phán với Philip rằng chúng ta sẽ mua bán ở đâu để cho dân này có mà ăn. Đáng khi Ngài hỏi Philip như vậy, thì thật ra Chúa đã có mục đích, Chúa đã biết những điều mà Ngài sẽ sắp làm. Và đáng khi như vậy, ông Philip thưa rằng 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Và một môn đồ là Andre em của Simon Pierre thưa rằng đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường ấy thì ngàn ấy có thấm vào đâu. Và Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy truyền cho chúng ngồi xuống, và trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Và Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ phân phát cho những kẻ ngồi. Ngài cũng lấy cá phân phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Và cái câu số 12 thì cho chúng ta biết rằng Ngài phán với môn đồ rằng hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào.
Và môn đồ đã lượm những miếng thừa của năm cái bánh mặt nhà sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Và những người thấy những điều mà Chúa Giêsu làm phép lạ đó thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến. Và bây giờ Chúa Giêsu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua. Nhưng mà Ngài lui ở một mình trình đuổi. Như vậy bài học cho chúng ta biết rằng Matthew, một môn đồ khác của Chúa Giêsu, đã thuật lại chi tiết hơn việc này ở chương 14. Chúa Giêsu và các môn đồ đi đến một nơi chỗ vắng vẻ để tránh đám đông dân chúng. Nhưng họ vẫn đi theo Ngài và các môn đồ. Họ đem đến những người bệnh để Ngài chữa lành cho. Và Chúa Giêsu đã chữa lành cho mọi người. Vì sao? Ngài luôn có lòng thương xót đối với mọi người. Ở trong chương 14, trong Ma-thi-ơ này, Ngài có một cái tấm lòng thương xót. Đáng khi dân chúng đến với chính mình Ngài, tìm kiếm Ngài, và đáng khi giống như là họ đang khao khát một cái điều gì đó, và Ngài đã đáp ứng những người bệnh tật được chữa lành, và Ngài cũng bày tỏ những dấu kỳ phép lạ Ngài đã cho họ ăn. Ở trong chương 14, cái thuật điều đó rất là rõ ràng. Và Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta rất nhiều bài học qua những gì mà Ngài đã làm trong bài học sáng hôm nay. Ngài cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn luôn quan tâm đến chúng ta, cũng như những nhu cầu của chúng ta ngày nay. Ngài cho chúng ta thấy rằng Ngài có thể chăm sóc những nhu cầu của từng người một chúng ta. Ngài biết mọi nhu cầu hoặc là từng nhu cầu mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Bài học chúng ta biết những chiếc bánh, nó có nghĩa là những cái bánh nhỏ, 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ chỉ đủ một bữa trưa cho cậu bé đang đói. Nhưng mà Chúa Giêsu cần đến 5 cái bánh và cậu bé đã sẵn lòng dâng cho Ngài tất cả những gì mà mình có để dành cho bữa trưa riêng mình. Và với những lời chúc phước của Chúa Giêsu, phần ăn khiêm tốn này được biến hóa đổ đủ cho 5.000 người ăn no nê. Và ngay cái cậu bé dâng bánh và cá cho Chúa Giêsu cũng không bị đói. Cậu bé đó đã có đủ những gì mình cần. Và chúng ta không bao giờ chịu thiệt khi dâng những điều mình có cho Chúa. Đáng khi tôi có cơ hội để chia sẻ cho hội thánh ở trong chi hội, nếu chúng ta cố để giữ những cái gì đó thuộc về mình, và nếu không có Chúa thì nó cũng sẽ mất. Và trái lại, nếu chúng ta ban phát, chúng ta chia sẻ, chúng ta ban cho thì nó sẽ còn lại. Cũng không khác gì giống như khi chúng ta rải hạt giống. Khi chúng ta rải hạt giống, chúng ta gieo hạt giống thì sẽ có ngày chúng ta sẽ thu hoạch. Và ngược lại, nếu chúng ta ăn những cái hột giống đó thì nó sẽ mất. Và câu chuyện cậu bé này đã sẵn lòng dâng hết tất cả những gì của mình như là một cái phần ăn buổi trưa. Và sau đó Chúa đã sử dụng qua những cái tấm lòng đã dâng hiến cho chính mình Chúa, và Ngài đã bày tỏ những cái dấu kỳ phép lạ cho hơn 5.000. Chúng ta không bao giờ chịu thiệt hại khi dâng những điều mình có cho Chúa. Ngài luôn ban lại cho chúng ta vượt qua những gì chúng ta dâng cho Ngài. Và sau khi Chúa Giêsu tạ ơn Đức Chúa Trời về những gì Ngài có, thức ăn hóa ra rất là nhiều. Và khi chúng ta cảm tạ Chúa vì những gì Ngài ban cho chúng ta sẽ dùng những điều đó và tiếp tục có một sự đáp ứng cho chúng ta một cách bội phần hơn. Và trong bài học này, chúng ta biết rằng các môn đồ cũng phụ giúp các phép lạ này vào cái phép lạ này. Khi họ nhận đồ ăn từ tay của Chúa Giêsu, và thức ăn đó cứ hóa ra nhiều đủ để đáp ứng cho nhu cầu đoàn dân đông đang đói. Và khi lời của Chúa được gọi là bánh và thịt, thì chúng ta chia sẻ lời Chúa với những người khác, và Chúa sẽ chúc phước và khiến lời Ngài làm thỏa mãn những người đang đói khát tâm linh. Đáng khi chúng ta chia sẻ về phúc âm của Chúa cho những người đang đói khát,
Và đáng khi chúng ta nói về một cái tấm lòng trống rỗng, và Đức Chúa Trời là đấng dựng nên và tạo mỗi một chúng ta một cái tấm lòng trong sạch, thánh sạch trước mặt Chúa. Và nếu tấm lòng của đời sống của chúng ta không có Chúa thì nó sẽ trở thành một cái tấm lòng trống rỗng và không thỏa mãn. Và một cái đời sống không thỏa mãn thì lúc nào cũng thèm rất là nhiều cái ở trong thế gian này. Và không có điều gì đáp ứng hay để đầy lấp đầy cái khoảng trống cái tấm lòng của mỗi một con người của chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng tấm lòng của con người của chúng ta không bao giờ thỏa mãn, thỏa lòng nếu không có Chúa làm chủ. Và chỉ có Chúa làm chủ thì mới đáp ứng hay là lấp những cái khoảng trống tấm lòng của chúng ta. Và ngày hôm nay, cái điều gì đó, một cái gì đó nó lấp đầy khoảng trống của chúng ta nếu như không có Chúa. Và đặc biệt, Ngài muốn cho chúng ta biết rằng chính lời của Đức Chúa Trời và chính lời của Ngài là lời hàng sống, như là một cái thức ăn để đáp ứng, để làm thỏa mãn đời sống, tấm lòng của chúng ta. Lời Ngài làm thỏa mãn những người đang đói khát về tâm. Và Ngài chỉ cho đáp ứng cho những người nào có tấm lòng khao khát hay là đói khát về tâm linh. Và Chúa Giêsu luôn làm mọi điều có một cái trình tự, rất là trình tự. Lúc đầu Ngài thử các môn đồ của Ngài. Ở trong Matthew kỹ thuật rất là rõ điều này trong chương 14. Và Ngài thử và Ngài cũng ra điều kiện muốn cho môn đồ phải lắng nghe và làm những gì mà Ngài muốn cho họ làm. Và các môn đồ của Ngài lắng nghe và làm những gì mà Ngài phán bảo cho họ. Có một cái trình tự và sau đó Chúa Giêsu muốn cho dân sự phải ngồi xuống từng người, từng hàng một ở trên bãi cỏ xanh tươi đó. Và đáng khi dân sự của Chúa lắng nghe và phép lạ xảy ra, đáng khi môn đồ nhận thức ăn từ tay của Chúa ban phát. Và Chúa đã làm mọi điều rất là trật tự. Ngài sắp xếp mọi điều để dân chúng có thể ăn no mà không có sự rối loạn. Không có sự rối loạn. Có thể chúng ta tổ chức một cái tiệc có thể 100 bàn hoặc là có thể 1.000 người. Rất cần số nhiều người để thu xếp giúp đỡ, dọn dẹp, sắp xếp khách như thế này thế kia. Và Ngài cũng có một cái trình tự trật tự sắp xếp mọi điều cho dân chúng có thể ăn no nê và không có một có sự rối loạn nào cả. Ngài sai các môn đồ đi thu nhặt những miếng ăn còn thừa lại để dạy cho chúng ta một bài học ngày hôm nay, đó là chúng ta không nên lãng phí những gì chúng ta có, chúng ta nhận từ chính Chúa. Và dân chúng rất là vui mừng về những phép lạ này. Và Đấng Messi là Đức Chúa Trời hứa ban cho họ sẽ là một tiên tri giống như Môi-se. Môi-se đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời ban cho dân đoàn dân thức ăn trong đồng vắng. Và Chúa Giêsu cũng đã cho dân chúng ăn theo một cách lạ thường. Ngài chắc chắn phải là tiên tri Đấng Messi mà họ muốn tôn. Tuy nhiên Chúa Giêsu không đến để lật đổ chính quyền La Mã và cai trị dân của Ngài. Và lời của Ngài được khẳng định trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời chính trị. Ta đến không phải để phá, song để làm cho tròn. Và Chúa Giêsu đến để hủy phá sức mạnh của tội lỗi trong tấm lòng của những ai muốn sống công chính. Ngài sẽ trở thành vua và chúa của nhiều người, nhưng vương quốc của Ngài mang tính thuộc linh chứ không phải chính trị. Dân Ngài không thể hiểu được điều này nên Ngài sẽ rời khỏi họ. Đáng khi chúng ta có những cái câu hỏi, bạn cảm tạ Chúa về thức ăn trước khi ăn không? Hay là mỗi bữa ăn hàng ngày chúng ta có bày tỏ tạ ơn Chúa mỗi lúc chúng ta nhận một cái bữa ăn bình thường hay là một cái bữa ăn ngon miệng? Và chúng ta làm điều này trong những lúc chúng ta nhận từ chính mình Chúa. Đương nhiên chúng ta sẽ tạ ơn Chúa mỗi bữa ăn chúng ta hôm nay.
Và Chúa Giêsu đã làm gì với 5 cái bánh và 2 con cá do cậu bé đem ra? Và Ngài đã biến hóa ra đủ cho 5.000 người ăn. Chúng ta nghĩ 5 cái bánh và 2 con cá, đây là một điều rất là nhỏ và chỉ dành cho một em bé, một đứa bé này ăn bữa trưa. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, Ngài có quyền bày tỏ và biến hóa đủ cho 5.000 người ăn. Và dân chúng muốn làm gì sau khi Chúa cho họ ăn? Và họ tôn Chúa Giêsu làm vua của họ. Và chúng ta tiếp tục cái phần thứ hai trong bài học buổi sáng hôm nay. Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển. Và mục tiêu thứ hai cho chúng ta biết là giải thích việc Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển cho thấy Ngài là con Đức Chúa Trời. Điều này khẳng định rằng chỉ Đức Chúa Trời hay là con Đức Chúa Trời mới làm được điều này. Con người không có thể nào làm những điều mà dường như con người không từng chứng kiến được. Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển, và điều chúng ta học ở trong gian đoạn 6 câu 16 đến câu 21. Đến chiều môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Capernaum. Trời chật tối mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra đổ chừng 25 hay là 30 estader, có nghĩa là khoảng 185 mét, thấy Giêsu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: ới là ta đây, đừng sợ chi. Bây giờ môn đồ rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Quay trở lại bên kia hồ Galilee, các môn đồ lo sợ cơn bão sẽ nhấn chìm thuyền của họ. Chúa Giêsu đã đi bộ trên mặt biển và bước vào thuyền của các môn đồ để cứu họ. Ai có thể đi bộ trên mặt biển hay làm ngưng một cái cơn bão? Một người bình thường có thể làm như vậy được không? Và đó là điều không có thể đối với con người chúng ta. Và Chúa Giêsu đã làm bất cứ mọi điều vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu ở trong chiếc thuyền, nó bày tỏ và cho chúng ta biết một cái bài học, đó là cũng giống như Ngài ở trong cuộc đời của chúng ta. Khi có Chúa Giêsu, chúng ta được bình yên ở trong cơn bão, ở trong giông bão cuộc đời của chúng ta. Và Ngài cất đi những cái nỗi sợ hãi và ban cho chúng ta sự bình an. Như tôi vừa mới kể cái phần đầu, đáng khi tâm lòng của chúng ta trống lỏng nếu không có Chúa. Và chỉ có Chúa Giêsu hay là lời của Đức Chúa Trời mới đáp ứng được những cái nhu cầu để thỏa mãn, thỏa lòng ở tấm lòng trong lòng đó. Và những cái sự sợ hãi, sự mất mát, những sự đau thương của mỗi một chúng ta, chỉ có Ngài là đấng đem đến sự an ủi và khích lệ giúp đỡ mỗi một chúng ta. Tác giả David có những lời chép giúp đỡ cho chúng ta ở trong Thi Thiên 34 câu 6. Kẻ khốn cùng này kêu cầu và Đức Giê-hô-va nhậm lời người. Ngài giải cứu người khỏi mọi nỗi gian truân. Và chỉ có lời của Chúa đem đến giải cứu, khích lệ, nâng đỡ mỗi một chúng ta mỗi một ngày tiến bước và vững vàng với chính mình Chúa. Và chúng ta tiếp tục với phần thứ ba của bài học, đó là dân chúng tìm kiếm Chúa Giêsu. Chúng ta đọc trong gian đoạn 6 câu 22 đến 24. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Chúa Giêsu không vào thuyền với môn đồ Ngài. Chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mới thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm kiếm Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu có rất nhiều người mến mộ
Ngài đi đến đâu, dân chúng đi theo Ngài đến đó. Họ cho rằng Ngài là vua mà họ cần. Với quyền năng, Ngài có thể chữa lành cho nhiều người bệnh được lành bệnh. Và Ngài cũng đáp ứng đáng khi họ đói. Và Ngài đã đáp ứng phần ăn thuộc thể cũng như phần thuộc linh của họ. Ngài cho họ thức ăn mà họ đang cần, họ đang thèm, họ đang khát, họ đang đói. Và lúc bây giờ Chúa Giêsu ở thành Ca-bê-nô-ôm ở bờ tây của biển Galilê, dân chúng muốn đưa Ngài lên làm lãnh đạo của cách mạng đã đi theo Ngài đến đó. Nhưng Chúa Giêsu đã không quan tâm đến lời đề nghị của họ. Về sau, khi những kẻ thù của Ngài tố cáo Ngài có một cái âm mưu bạo loạn, nhưng tất cả những người có mặt trong đám đông đều biết đó rằng rằng đó là lời cáo buộc. Như vậy bài học cho chúng ta rằng lúc bấy giờ Chúa Giêsu ở Capernaum trên bờ biển Galilee. Và phần kế tiếp của bài học trong buổi sáng hôm nay, chúng ta phải bước vào tiếp tục bước vào phần thứ tư, đó là Chúa Giêsu bán sự sống. À, chúng ta học bài học rất là bổ ích trong buổi sáng hôm nay, và mục tiêu thứ ba giải thích ý nghĩa điều Chúa Giêsu muốn nói khi mô tả Ngài là bán sự sống. À, chúng ta sẽ đọc lời của Chúa trong Giăng đoạn 6, câu 25 đến câu 59. Lời của Chúa kỹ thuật rất là rõ ràng. Chúa Giêsu đáp rằng quá thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mới phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no nê. Cái trọng tâm mà Chúa muốn nhấn mạnh, Ngài chính là bánh sự sống. Cái nhu cầu thân thể thuộc linh, cái trọng tâm đời sống để được trưởng thành lớn lên, đó là chúng ta cần đến đồ ăn, thức ăn để nuôi dưỡng thân thể, thân xác chúng ta thế nào. Tâm linh của chúng ta cũng cần đến lời hằng sống. Và chỉ có lời hằng sống nuôi dưỡng làm cho đời sống tâm linh chúng ta lớn lên mỗi một ngày đang khi chúng ta có thức ăn, chính là lời sự sống Chúa. Và Chúa Giêsu biết rằng cái nhu cầu dân chúng đến tìm kiếm Chúa không chỉ vì phép lạ trong thời điểm bấy giờ, nhưng Chúa biết họ cần đến đồ ăn tâm linh. Và Ngài khuyên họ hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nách, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là con mà cha tức là chính Đức Chúa Trời đã ghi ấn tín của mình trong câu số 27. Và câu hỏi chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Và Chúa Giêsu đáp rằng các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Và họ thưa rằng, thế thì Thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thới và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng tôi đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng, Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Và Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bán từ trên trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bán thật, là bán từ trên trời xuống. Bởi chưng bán Đức Chúa Trời là bán từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Và họ đối đáp lại, lạy Chúa xin bán đó cho chúng tôi luôn luôn. Cũng như một người đàn bà Samari rằng xin ban nước sự sống đó cho tôi uống để tôi không đi mút nước nữa. Và trong câu số 34 này, chúng tôi rằng lại Chúa xin ban bán đó cho chúng tôi luôn luôn. Và Chúa Giêsu đáp rằng ta là bán của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói. Và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta nói, ta đã nói các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để
làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Và tóm lại, ở trong câu số 4, đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rồi. Một lời khẳng định, ta là bán từ trên trời xuống. Và đáng khi Ngài nhấn mạnh nhiều điều này nhiều lần, người Giuđa làm bầm với Ngài. Và họ khẳng định đây có phải là con của Joseph, bà Mary. Và Chúa Giêsu nhắc nhở và tiếp tục nhấn mạnh ở trong câu số 34, Đức Chúa Giêsu rằng các ngươi chớ lầm bầm với nhau, ví bằng cha là đấng sai ta, không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Sách Tiên tri có chép rằng ai nơi đều sẽ được trời dạy dỗ, thế ai đã nghe cha và học theo ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy ta trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến. Đấng ấy đã thấy cha, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Một cái câu rất là ngắn ở trong câu số 48, ta là bán sự sống. Trong câu 51, ta là bán hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Trong năm câu 53 là Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cũng không uống huyết ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết thì được sự sống đời đời nơi ngày sau rồi. Ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong. Chúa Giêsu dạy rằng Đức Chúa Trời muốn dân chúng tin Ngài. Điều mà Đức Chúa Trời muốn mỗi một chúng ta làm đó là chúng ta phải tin đến Ngài. Dân chúng muốn Chúa Giêsu ban cho họ bánh mana, nhưng mà Chúa Giêsu cho họ biết Ngài còn có một thức ăn tốt hơn cả bánh mana. Ngài là bánh sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban xuống từ trên trời. Và khi Ngài nhấn mạnh lặp đi lặp lại nhiều lần Ngài là bánh sự sống, rất là nhiều người tức giận với chính mình Ngài. Và ý của Chúa Giêsu muốn nói ở đây rằng họ phải tiếp nhận Ngài vào đời sống của họ giống như họ tiếp nhận thức ăn vậy. Thức ăn đem đến cho họ sự sống thuộc thể như thế nào, Ngài cũng ban cho họ sự sống đời đời đáng khi họ tiếp nhận lời hằng sống như là bánh hằng sống. Vì sao Chúa trao cho môn đồ bánh và rượu nho và nói rằng những vật này tượng trưng cho thân và huyết của Ngài. Ngài cũng bảo họ hãy nhớ đến sự chết của Ngài mỗi khi họ cùng ăn bánh và uống chén. Vì vậy, ngày nay chúng ta có thể lễ dự lễ thánh lễ được gọi là lễ tiệc thánh. Việc dự tiệc thánh không cứu được ai hết. Và Kinh Thánh còn khuyên cáo về việc dự tiệc thánh khi bạn chưa được cứu. Và bài học cho chúng ta biết là Chúa Giêsu muốn nói gì khi Ngài phán nếu các ngươi không ăn thịt và uống huyết của con người thì không có sự sống đời đời trong các ngươi đâu. Thì mục đích của Ngài muốn mọi người cần phải tiếp nhận Ngài vào đời sống mình giống như thân thể tiếp nhận thức ăn khi họ ăn. Và mục đích của lễ tiệc thánh là gì? Đó là tượng trưng cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Các tín đồ dự tiệc thánh để nhớ đến sự chết Chúa Giêsu. Và chúng ta tiếp tục bài học kế tiếp ở phần số 5.
lời sự sống đời đời. Điều này được kỹ thuật trong đoạn 6, câu 60 đến câu 71. Và lời của Chúa khẳng định rằng có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng lời ơi lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Chúa Giêsu tự mình biết môn đồ lầm bầm về điều đó, bèn phán rằng điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Và nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở trước thì thế nào? Ới là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Và phi a rơ xưng Chúa ra từ câu số 66. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Và Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-rơ thưa rằng, lại Chúa chúng tôi đi theo ai? Chúa có lời sự Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và tiếp biết và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đáp rằng, ta chẳng đã chọn các ngươi là 12 môn đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ, và Ngài nói về Judas, con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ sau khi phản Ngài. Một số người đi theo Chúa Giêsu bắt đầu cảm thấy khó chịu và muốn từ bỏ Ngài. Và Chúa Giêsu hỏi môn đồ xem họ có muốn bỏ Ngài không. Và bài học cho chúng ta biết là Phi-e-rơ trả lời, thưa Chúa, chúng con theo ai? Chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Và khi chúng ta hiểu điều này, nó rất quan trọng cho đời sống mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Để có sự sống đời đời, chúng ta phải nhận biết Chúa Giêsu chứ không phải chỉ biết về Ngài mà thôi. Chúng ta có thể biết một người lãnh đạo tối cao trong đất nước, ở trong một nơi nào đó, nhưng chúng ta không có quen biết người đó. Và nhiều người biết về Chúa Giêsu nhưng không biết Ngài một cách cá nhân, ở trong một cái vai trò là Chúa cứu thế cuộc đời của họ. Và điều quan trọng chúng ta biết một người nào đó, và điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta mối quan hệ mật thiết với người đó, biết cá nhân chúng ta với người đó. Thì giống chúng ta khi chúng ta ở trong một cái chi hội, ở trong một cái giáo hạt, một cái giáo khu, một giáo hạt nào đó, ở trong mỗi giáo hạt, chúng ta muốn biết một người nào đó thì chúng ta phải gần gũi với người đó, thân thiện với người đó, chúng ta sẽ biết tâm tính, tính cách của người đó. Và chúng ta với chính mình Chúa cũng vậy, Ngài muốn chúng ta có một cái mối quan hệ mật thiết cá nhân với chính mình. Ở trong Giăng đoạn 17 câu số 3 chép thế này: sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật. Cái sự sống đời đời đó là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật. Cũng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Chúng ta nhận biết, và cái sự nhận biết này nói đến cá nhân của chúng ta với chính mình Chúa. Sự trông cậy về sự cứu rỗi của mỗi một chúng ta không thể dựa trên những điều chúng ta đã làm. Rất là nhiều người dễ khoe khoang về những điều mà chúng ta làm được điều này, làm được điều kia, nhiều việc ở trong hội thánh với dân sự của Chúa. Nhưng mà bài học cho chúng ta biết là sự trông cậy về sự cứu rỗi của mỗi một chúng ta không dựa trên những điều chúng ta đã làm, nhưng mà dựa vào điều Chúa Giêsu đã làm thế cho chúng ta. Chúng ta quên đi những điều mà Chúa đã làm trên đời của chúng ta, mà chúng ta bày tỏ và chúng ta nói rằng chúng ta đã làm những điều. Và chúng ta phải đặt câu hỏi rằng nếu không có Chúa vận hành làm những điều đó trong đời sống của chúng ta thì chúng ta không làm được điều gì cả. Và chúng ta trở lại với lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 7, ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển của Chúa. Cái sự sống của mỗi một chúng ta ở trong ân điển của Chúa, chứ không phải dựa vào tài năng, khả năng hay việc làm của mỗi một chúng ta.
và trở lại đó là bởi ân điển của Chúa. Và qua bài học này cho chúng ta biết rằng Phi-rơ đã nói gì, và ông đã thưa rằng chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Như vậy chúng ta làm gì để được cứu? Thì bài học cho chúng ta biết rằng bạn phải tin rằng Chúa Giêsu đã chết thế cho tôi cùng quý vị. Việc của chúng ta đó là tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa, qua bài học buổi sáng hôm nay chúng ta học bài học này cho chúng ta biết Chúa Giêsu nuôi nắng ngàn người. Chúa Giêsu đã đi bộ trên mặt biển, dân chúng tìm kiếm Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chính là bánh sự sống, lời của sự sống đời đời. Trong bài học cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu nuôi 5.000 người, Ngài cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn luôn quan tâm đến mỗi một chúng ta ngày nay, cũng như những nhu cầu của mỗi một chúng ta. Ngài biết từng nhu cầu mỗi một chúng ta ngày, và mỗi người chúng ta đều có nhu cầu riêng biệt khác nhau. Nhưng mà Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến chúng ta, và Ngài biết, và Ngài thấy, và Ngài đáp ứng những nhu cầu từng người một. Đáng khi chúng ta cầu nguyện, quỳ gối cầu nguyện, và hơn 8 tỷ người trên thế giới này, trong một lúc họ cầu nguyện, và Đức Chúa Trời đã đáp ứng ở trong tích tắc. Và đó là một cái quyền năng, đó là một cái sự kỳ diệu. Ở trong một gia đình, một con gái, hai con trai, hay là chỉ có vài thành viên trong gia đình, chúng ta không thể nào đáp ứng trong một những nhu cầu con cái của mình. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời kỳ diệu, Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời cao cả, đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta ở trong một. Ngài có thể chăm sóc những nhu cầu của từng người một chúng ta ngày hôm nay. Và Chúa đã bày tỏ, Chúa Giêsu đã bày tỏ cái dấu kỳ phép lạ 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài đã làm phép lạ và Ngài sử dụng những cái điều đó, và Ngài nhận những điều từ tấm lòng đơn sơ một con người, và Ngài thể hiện bày tỏ nuôi 5 hơn. Đôi khi lời của Chúa được gọi là bánh và thịt. Khi chúng ta chia sẻ lời của Đức Chúa Trời cho những người khác, và Chúa sẽ chúc phước và khiến lời của Ngài làm thỏa mãn đời sống của chúng ta, và lời của Chúa cũng đem đến để giúp đỡ cho những người đang đói khát nữa. Đang khi chúng ta ngẫm nghĩ, suy gẫm cá nhân với chúng ta, với chính mình Chúa, lời của Chúa đem đến khích lệ giúp đỡ chúng ta trước tiên. Đang khi chúng ta nhận thức ăn thì chúng ta được no. Đang khi chúng ta khát, chúng ta uống, làm cho chúng ta hết những sự thèm khát đó. Và chúng ta cũng san sẻ điều đó cho những người khác. Ngài sai các môn đồ thu nhặt những cái miếng ăn thừa còn sót lại để dạy dỗ mỗi một chúng ta. Qua bài học trong buổi sáng hôm nay đó là chúng ta không nên lãng phí những gì chúng ta nhận. Chúng ta nhận. Và điều thứ hai, Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển. Chúa Giêsu có thể làm bất cứ mọi điều mà Ngài, vì Ngài là con của Chúa Trời. Có Chúa Giêsu ở trong chiếc thuyền, có Chúa Giêsu ở trong đời sống của mỗi một chúng ta, cũng như có Ngài trong cuộc đời của chúng ta, thì những bão táp, những sóng gió bão tố sẽ dẹp yên và chúng ta có một sự bình an. Chúng ta cũng cần và mời Chúa Giêsu bước vào tấm lòng của chúng ta như Ngài bước vào cái chiếc thuyền các môn đồ của Ngài. Khi có Chúa Giêsu, chúng ta được bình yên trong mọi cơn giông bão cuộc đời. Ngài cất đi những nỗi sợ hãi và ban cho chúng ta sự bình an. Và điều thứ ba trong bài học, dân chúng tìm kiếm Chúa. Chúa Giêsu được rất nhiều người mến mộ. Ngài đi đến đâu, dân chúng đều theo Ngài đến đó. Họ cho rằng Ngài là vua. Họ cần với quyền năng. Ngài đã chữa lành, Ngài đã đáp ứng thuộc thể, nhu cầu thuộc thể cần đến đồ ăn, thuộc linh của họ cũng cần đến lời sự sống, và họ cũng cần đến những chiếu kỳ phép lạ để bày tỏ đáng khi họ thiếu lời của Chúa, đáng khi họ cần sự chữa lành tâm trạng thuộc linh của họ. Và điều thứ tư, Chúa Giêsu bánh sự sống. Ý của Chúa Giêsu muốn nói ở đây họ phải tiếp nhận Ngài vào đời sống
của mỗi một đời sống chúng ta, cá nhân chúng ta với chính mình Chúa, để cho thức ăn nuôi dưỡng thức thực thể như thế nào, thức ăn đem đến cho đời sống thực thể như thế nào, Ngài ban cho đời sống mỗi một chúng ta một cái đời sống mới, hay một cái đời sống đời đời, cái thức ăn để nuôi dưỡng tâm linh chúng ta, để chúng ta lớn lên với Ngài mỗi một ngày với chính mình Chúa. Và Chúa Giêsu đã trao cho môn đồ của Ngài, các môn đồ của Ngài bánh và rượu, để cho chúng ta nhớ đến việc chúng ta bữa tiệc thánh, dự tiệc thánh, lễ tiệc thánh. Ngài cũng bảo họ hãy nhớ đến sự chết của Ngài và mỗi khi họ cùng ăn bánh và uống chén. Và chúng ta ngày nay chúng ta nhớ đến lễ tiệc thánh, được gọi là lễ tiệc thánh, chúng ta cũng nhớ đến sự chết, sự thương khó và sự sống lại của Chúa. Và cuối cùng trong bài học đó là lời sự sống đời đời. Phi rơ trả lời: Thưa Chúa, chúng con theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Để có sự sống đời đời, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ biết Ngài. Chúng ta phải có mối quan hệ mật thiết với chính mình Ngài, như là con trai với người cha, như là cha mẹ với con cái. Và cảm ơn Chúa, rất là nhiều người biết về Chúa Giêsu nhưng không biết Ngài một cách cá nhân trong vai trò Chúa cứu thế cuộc đời của họ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn hết thảy quý tôi tớ Chúa đã lắng nghe lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Bài 6 trong dân sáng này cho chúng ta biết rất là bổ ích cho đời sống của mỗi một chúng ta. Và một lần nữa xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta đang nghe lời của Chúa, bài học buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị. Xin cảm ơn đã lắng nghe lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Giêsu năng quyền luôn nâng đỡ giúp sức dẫn dắt con ngày đêm, toàn năng Thầy Chúa vô song hiển vị, mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt đời con. Giêsu năng quyền trên hết năng quyền, mọi điều vượt qua suy nghĩ lòng con. Giêsu năng quyền, Chúa của các vương, tạo nên chính con giống như Cha toàn năng. Toàn năng Thầy Chúa, Giêsu năng quyền luôn nâng đỡ giúp sức dẫn dắt con ngày đêm, toàn năng Thầy Chúa vô song hiển vị, mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt đời con. Giêsu năng quyền trên hết năng quyền, đáp lời mọi điều qua suy nghĩ lòng con. Giêsu năng quyền, Chúa của các vương, tạo nên chính con giống như Cha toàn năng. Giêsu năng quyền trên hết năng quyền, đáp lời mọi điều vượt qua suy nghĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.